do tình hình mưa lũ nên ngày hôm nay bên em đi chọn được rất là ít máy. Hôm nay thì bên em đi chọn được 3 cây iPhone zin chưa đúng ốc, chưa bùng mở. Hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Và đầu tiên thì là một cây iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 128GB, hàng zin chưa đúng ốc. Như mọi người theo dõi Tú Vân Mobile thì có thể biết là từ rất là lâu khoảng từ 6 tháng đến gần 1 năm Tu Vân Mobile không đăng bán iPhone 7 Plus tại vì dòng iPhone 7 Plus thì hiện tại ở trên thị trường kiếm được máy zin và đặc biệt là máy zin chưa đụng ốc thì rất là hiếm nên Tu Vân Mobile không chọn về được để giới thiệu và bán cho mọi người. Thì ngày hôm nay Tu Vân Mobile cũng rất là may mắn và chọn được một cây iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 128GB. Máy Zin chưa đúng ốc. Và càng đặc biệt hơn là cây máy này thuộc diện là hàng siêu tâm. Một cây máy rất là đẹp và pin còn rất là cao chủ cũ thì dùng ít số lần sạc cũng không nhiều mọi người nhé thì nói chung là dòng iPhone 7 Plus đến thời điểm hiện tại thì cái giá trị sử dụng thì nó cũng không nhiều lắm nó sẽ không được như những cái dòng đời cao nhưng đối với những cô chú lớn tuổi hoặc là những em nhỏ học sinh dùng để sử dụng những tác vụ cơ bản ví dụ như gọi điện này nhắn tin Xem Youtube và chơi những trò chơi nhẹ thì hoàn toàn có thể dùng được mọi người nhé Và như mọi người thấy thì ngoại hình của máy rất là đẹp mọi người nhé Nếu so với những cây máy iPhone 7 Plus, máy còn Zin đến thời điểm hiện tại thì ngoại hình rất là đẹp hiện tại nếu ở dòng iphone 7 plus ở trên thị trường nếu mọi người gặp những cây máy có ngoại hình đẹp chỉ cần tương đương như thế này thôi chứ không cần phải đẹp như mới mổ nhé thì hầu hết trong số đó là những cây máy đã qua thay vỏ tức là trước đó thì có thể là máy cấn móp rồi thì vỡ thì người ta sẽ thay vỏ và máy có một cái ngoại hình đẹp nhưng những cây máy đó thì sử dụng sẽ không được tốt mọi người nhé tại vì trước đó thì máy đã chịu tác động những cái lực khá là mạnh Đấy. nhưng đây là một cây máy zin chưa đúng ốc mà còn được đẹp như thế này thì rất là rất là hiếm Đấy. và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao còn ở mức 98 mọi người nhé Ở đây thì mọi người có thể thấy có một cái số dấu vết ở đây thì nhiều bác không biết thì cứ nghĩ là máy xấu nhưng mà không phải mọi người nhé cái này là bám mùi, bám vân tay lau đi thì sẽ sạch máy rất là đẹp mọi người nhé và số lần sạc của máy thì chỉ vỏn vẹn trong 65 lần. Cây máy này có mã số là 359T, mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 600 000 Mức giá bên em báo là giá chọn gói mọi người nhé. Trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship cho mọi người trên toàn quốc và bảo hành cho mọi người trong 12 tháng ngoài bảo hành về máy thì bên em còn bảo hành cho mọi người về pin thay pin miễn phí 12 tháng bên em có tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng nếu mọi người muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn hoặc không lấy sạc thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người và tiếp theo là một cây iPhone XS Max Phiên bản quốc tế 64GB Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé Mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của BNM thì rất là đẹp Và pin ZIN theo máy của cây máy này thì còn ở mức cũng khá là cao Đối với dòng iPhone XS Max hàng ZIN chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại Pin ZIN theo máy thì còn ở mức 88% cái máy này có mã số là 683T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo là một cái iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Và do đặc điểm của dòng máy ở dòng iPhone XS này, XS Max 11 Pro và 11 Pro Max thì ở màu trắng thì theo thời gian viên của máy nhìn thì có vẻ giống như là bị xước nhưng thật ra không phải mỗi nhé Đây là cái đặc điểm của cái chất liệu theo thời gian thì nó sẽ tự sinh ra như thế nó sẽ không được đẹp bằng viên của những cây máy màu khác ví dụ như màu đen màu xanh màu gold chẳng hạn Tung Vân Mobile thì bán hàng rất là rõ ràng, quay rất là sát, rất là kỹ và cố gắng quay rất là nét cho mọi người xem. Và pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 85%. Cây máy này có mã số là 329T và mức giá Việt Nam để cho mọi người là 7 triệu 600 nghìn. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với Việt Nam qua hai số hotline là 0818 463 888 8, hoặc 0763 911 666. Cả hai số này của bên em thì đều có Zalo. Bên Nam có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông, thứ hai là ở Yên Lỗ, Cờ Biên, Thạch Thất Hà Nội. Và website của bên là tuvanmobile.com. À, với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức siêu code khi nhận được máy, mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có chọn viện một ngày để dùng thử. Nếu cảm thấy không ưng, không thích thì mọi người có thể yêu cầu trả lại máy và nhận lại tiền. Tức là mọi người mua rồi có thể uh, yêu cầu trả lại mà không cần lý do gì cả mọi người nhé. Với chính sách này uh, thì mọi người mua máy sẽ rất là an toàn. Và cũng thông qua chính sách này thì Tu Vân Mobile muốn đảm bảo là 100% khách hàng đến với Tú Vân Mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng. Với phương châm là hàng chọn giá thấp thì Tú Vân Mobile chuyên chọn cho mọi người những cây iPhone còn nguyên zin, chưa động bất cứ một con ốc nào. Những cây máy như thế này hiện tại ở trên thị trường thì không có nhiều mọi người nhé. Mặc dù là các thợ các shop khác vẫn À, nói với mọi người là máy zin nhưng để đạt tình trạng máy zin chưa đúng ốc thì rất là ít rất là hiếm cây máy trong số những cây máy mà họ nói là zin đạt cái tình trạng là máy zin chưa đúng ốc người nhá hầu hết những cây máy đó thì chỉ đạt tình trạng là men zin màn zin tức là đã bị bùng mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận nhưng mình vẫn zin màn vẫn zin thì họ vẫn sẽ bán cho mọi người dưới dạng máy zin nhưng với tu vân mobile thì bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc mọi người có thể xem hàng trăm video mở máy ở trên kênh tu vân mobile ở phía dưới phần mô tả thì tu vân mobile đã để được link khoảng 200 video mở máy thì mọi người có thể xem và thấy là phải vặn hai con ốc ở phía dưới phần chui sạc thì mới có thể mở máy và bên em bao với mọi người là máy zin chưa đúng ốc thì đồng nghĩa với đó là Máy chưa bị bung mở lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào mọi người nhé Khi sử dụng mọi người sẽ thấy máy rất là chất lượng Ở đây thì mọi người có thể thấy là camera ở trên một cây máy Zin chưa đúng ốc thì trong vắt mọi người nhé Không có bụi, không có bạc gì cả Xanh biếc mọi người nhé Tại vì những cây máy như thế này thì chưa bung mở lần nào thì chưa thể thay camera và chưa thể có bụi vào camera mọi người nhé à, Chính vì vậy mà camera chụp ảnh sẽ rất là đẹp ở đây thì uh, Tu Mobile sẽ thử chụp cho mọi người một kiểu ảnh mặc dù là chỉ là đời iPhone 7 Plus không phải là đời iPhone cao nhưng mọi người có thể thấy là ảnh chụp rất là đẹp và cái độ chi tiết là rất là cao mọi người nhé mọi người có thể thấy là chữ thì nhỏ nhưng mà khi mà zoom lên thì đọc rất là rõ nét mọi người nhé ở đây thì mọi người có thể thấy là màn hình của máy rất là sáng đẹp ở dòng iPhone 7 Plus thì nó không có chu tông mọi người nhé không phải là máy lỗi mà ở cái dòng này chưa có chu tông từ iPhone 8 iPhone 8 Plus trở lên thì nó mới có chu tông mọi người nhé mọi người có thể thấy là cảm ứng của máy thì rất là nhạy và tốc độ máy nhanh Và ở những cây máy như thế này thì nó rất là bền mọi người nhé Chính vì vậy mà kể cả những cái dòng như iPhone 7 Plus như thế này Tôi mobile vẫn dám bảo hành cho mọi người trong 12 tháng Ở những cái dòng iPhone đời thấp thì cái khả năng hỏng hóc nó sẽ cao hơn là so với những cái dòng iPhone đời cao mọi người nhé Nhưng Tupac Mobile vẫn dám bảo hành cho mọi người trong 12 tháng. Bình thường thì trên thị trường người ta chỉ bảo hành cho mọi người trong từ 1 đến khoảng Tối đa là 6 tháng Đa số là những cái dòng iPhone 7 Plus thì người ta chỉ bảo hành cho mọi người trong khoảng 3 tháng thôi mọi người nhé Nhưng tu vật Mobile dám bảo hành cho mọi người trong 6 tháng Và đa số những cây máy iPhone Zin chưa đúng ốc thì Kể cả sau thời gian bảo hành máy vẫn còn hoạt động được ổn định trong rất là nhiều năm sau đó theo kinh nghiệm bán hàng của Tu Vân Mobile rất là nhiều năm và những cây máy này thì còn áp suất zin chống nước rất là tốt đó là một cái bảo hiểm cho mọi người khi mọi người có lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc mọi người mang theo ở trong người và đi trời mưa bị ướt hiện tại mọi người mua ở trên thị trường thì rất là ít máy còn áp suất chống nước mọi người nhé Tại vì hầu hết trong số đó thì đã bị mở ra để thay thế một hoặc một số bộ phận bên trong. Mặc dù là shop vẫn nói với mọi người là máy zin. Về mức giá thì Tu Vân Mobile cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyệt chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt và nếu mọi người muốn có một chế độ bảo hành thấp hơn ví dụ như số tháng bảo hành thấp hơn 6 tháng hoặc là 3 tháng thậm chí là 1 tháng và mọi người không muốn lấy sạc không muốn lấy phụ kiện để giảm giá thì Tu Mobile cũng sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người ngoài ra thì Tu Mobile có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy mà không cần bất cứ lý do gì cả. Về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì bên em bao với mọi người hai vấn đề này trọn đời. Tức là kể cả sau thời gian bảo hành. Đến đây thì Tu Mobile xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iPhone của Tu Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.